sáng nha, cái lúc mà khoảng chừng 7 giờ đó là đã anh thấy anh đang ở cái D30 rồi nha. Có mặt rất là sớm luôn, tranh thủ bữa nay là như là ảnh làm riết về chiều thằng con trai nó chạy xe tải cho nó chở. Anh thấy anh nó rất là dễ thương, nếu mà bữa nay mà không gọi là anh mất 500 đó, là xe nhà chở thì không tốn 500, mà xe khách mà chở là qua đứa ra là dứt hết 500 rồi, mặc dù cũng không xa lắm, tính ra cũng dễ ăn ha anh, tính ra như mấy cái xe du lịch đó chở người đi cả ngày ta có 500-600 ngàn, cái này chở ra cái rẹt chạy chạy vô là thấy 500 rồi. Này thì cái máy này là cái máy D33 Giang Đông nè các bạn, đợi có đề nha. Đã chiếc máy cái sửa lần này là không có quay bật ngửa nữa, mà cái này là chỉ ghim điện vô là đề phà phà ha. Thì anh đang gỡ cái phần tông ra khỏi xi lanh đó, rồi xúc bắp thì họ mở ra luôn anh, vệ sinh cái nào gửi được cửa nha. Đây là dầu thì cứ trong thùng vàng đó đó, đổ ra là cứ dê dứt hà. Cái này còn 50% nữa đó là anh cứ giải quyết đi, rằng em đi công chuyện rồi. Đó là đi qua ông anh này nè, ông anh Hảo này nè, các bạn coi cái video mà cưa cây rồi đó hay là gặp ảnh đó. Sáng là anh đi bắt cá, cái nghề bắt cá của anh cũng không có tiện nói nè, cái kích cá. Rồi đây không có cái đèn nữa, anh đi khuya hay gì vậy? Khuya cái đèn nữa các bạn nè, cá nè, tạp nhạp thì kêu cá tạp được không anh? Cái cá biết chích cá mà có cái bong bóng đó là sao? Chích bong bóng luôn à, mình cũng biết một số mặt cá để mình kể cho các bạn nghe nha. Anh chàng đang thui này nè là cá lau kiến, cá này là cá mè Vinh đây, còn cá này Vinh nè. À, còn cái này là cá chốt các bạn, có hai cái gai rất là bén nha, mà nó cái cạnh nó đâm vô một cái là đau dữ lắm đó. Con cá này là con cá cha con nè, cá cha con nè. Con cá này là con cá chê, mà cá chê này chê lai chứ không phải chê vàng anh ha, giờ làm gì có chê vàng. À, còn đây là con cá này cũng còn ít có lắm các bạn, cá này là con cá đỏ mang. À, thịt nó như cái mày Vinh như mà ăn nó ngon hơn con cá gầm. Cá gầm giờ thì mất tích luôn rồi. Con nào lạ nữa không ta? Con này thì cũng không lạ lắm, con này là gọi là con cá lóc mà, ở miền Nam mình gọi là cá lóc nè, còn ở miền Bắc mấy anh gọi là cá chào cá quả gì đó. Hình như cũng giáp mặt cá hết rồi ta, không có con nào lạ nữa hết. Đây đây có một con này các bạn, con này gọi là con cá bóng. Cá bóng thì có rất nhiều loại cá bóng, là bóng kèo, bóng tượng, còn anh chàng này là cá bóng đất nè nha. Các bạn thấy không, bóng đất nè, nó rất là nhỏ con ha, anh Hảo nói là gì là gần hết lớn rồi phải không? Này gì là con cá trưởng thành, nó lớn hơn cái tay mình chút xíu à, đó là con cá bóng đất nha. Rồi, mới lựa mấy con cá mà anh Hảo bơi như là tới chỗ rồi đó nha. Đây là cái sông cái sắn này các bạn, cái hướng mình gọi vào đó là cái hướng Gạch Giá Kiên Giang. Cái hướng này là cái hướng Dầm Cống nè, mặt trời mọc nè. Hình như là hết mặt cá, dòng cũng bao nhiêu đây nè. À đây còn nè, con cá này là con cá dảnh nè các bạn. Cá dảnh thì giống như cái mày Vinh nhưng mà cái kỳ lớn, cái thân nhỏ. Tiếp theo là con cá này, con cá nổi trên mặt nước, dài dài mặt nước là gọi là con cá lồng tông. À, con cá này mà khi mà mấy cái anh mà đi ủi xẹp nhiều khi là vô một mẻ là đầy toàn cá này không à, cá này hoặc cá cơm. Xong mày dễ rất bắt cá rất là dễ ta. Ha anh Hảo. Nhiêu đây là tính ra cũng qua 5 kg hả anh Hảo? Ừ, nhiêu đây ha. 6 7 cân nữa các bạn. Nay về là ăn 3-4 ngày luôn đó, chơi luôn nha. Mà đi chứ xiền là cơ bô xích nè, chứ không phải bằng tiền đập mọc nha, rất là nhỏ luôn nha. Anh Hảo anh ngồi cái muốn chịu cái mũi cái xuồng luôn. Cái này kiếm cái xuồng bự đổi anh Hảo coi, đi xuồng này thấy anh nguy hiểm quá.
Anh Hào không chịu, anh nói xuồng bự thì nặng bơi. Đây, trời ơi. Đường nào anh? Bữa nay dính được không Thảo? Lên đường này đó hả? Ủa nhà anh Hảo đường này chứ không phải bên kia, sao không đi đường cái cầu đi chứ dễ. Anh Hảo, đường cầu đi anh. Bữa nay dính, xịt dính thoải mái. Rồi tới ổ luôn rồi. Tới ổ luôn rồi. Cái này cái cầu đi xuống muốn chết là không đi mà đi qua bên kia thì vậy. Rồi anh buộc đây đi rồi hả, anh xuống anh nghỉ luôn hả? Dạ. Đâu dẫn lính đi xe đi săn hả? Dạ. Bóng hả? Đó, đi cũng cán lụm cái bong bóng về cho cháu ngoại. Ghê chưa? Chơi gì? Ừ? Người bữa đó tôi điện gặp cô đó hả? Cô trả lời đó phải không? Ông chơi gì kỳ, ông ngoại chơi gì không rửa chơi mà dí vô mặt. Đây coi đây, coi có sổ lỗ tai không? Rồi không sổ lỗ tai là hiểu luôn rồi đó. Coi có sổ lỗ tai không khác. Bụng quá ha, này giống Hàn Quốc quá ta. Một mí. Lạ không? Nhà nào hả chị? Hả? Cách nhà nào ạ? Chị hả? Dạ. Lâu lắm rồi. Hả? Trời tương tắc quá ta, chừng nào em mới có được cái nhà như vậy? Trời ơi, thôi thôi nha chú. Mua nhà của cô quá nhiều ạ. Ủa, sao chị biết? Nhà có 130 chị. 130 làm 500. Trời ơi, anh nuôi cá đây hả? Đồ cá ta. Mình xuống mình thăm cái mụn cá đây. Đây là con cá lóc. Cá lóc. Cá ở này là động động cái là nó lại nó kiếm ăn nè. À, chừng lên con cá này thì nó khoảng chừng một ngón tay hả chị? Mụn cá này chừng tới chừng mà nó đủ sức là bán vài chục triệu là chuyện bình thường. Cá giờ nó mắc nghe chị. Rồi ông này nè, ông làm cái sắt ông chĩa lên gì chết luôn, chết quần quá. Rồi về canh cháu ngoại hả? Rồi đi làm là sao cho bú sữa chứ không? Không chuyện gá kìa, mẹ nó kìa. Ôi ơi. Ủa, à, rồi. Dạ. Nó tới 6 tháng nó đi rồi. 6 tháng là được. Giờ mấy tháng hả chị? Nó là đầu tháng 7 là đi làm đó. Dạ. Đầu tháng 7 ra tốt. Đâu sớm mà. Dạ. Ăn hả? Ăn sáng hả? Sao không chở ổng đi? Ổng ở nhà hả? Trời ơi, đó sáng là ổng hay chở đi ha, mà có lâu lâu đâu. Ông chơi kỳ nữa, chơi nữa chừng bỏ bạn hả? Yeah. Vậy cho ông ở trước, ông giữ nhà. Ông giữ nhà. Dạ qua anh Thảo anh là cái bơm hơi gì người ông coi. Dạ. Ủa gì chi vậy? Ông lên trên đó kìa. Đó, đâu trên nhà gì á. Chắc sao quá, em để con gì vô móc coi. Dạ. Yeah.
Rồi đây bữa nay là mình tới nhà anh Hảo mình coi cái bơm hơi nha. Trời ơi. Nghe tả quá trời lớn luôn mà cái bơm hơi nhỏ xíu. Dạ. Nghe tả là cái bơm bự dữ lắm luôn á. Cái cuối cùng cái bơm hơi này nhỏ. Dạ, một cái tâm. Xuống dưới luôn hả anh Hảo? Cái này dinh nữ là chạy không? Ở dưới có chuột cái gì không? Cái chuột. Chú này rễ của anh Hảo hả gì? Dạ dạ. Rồi. Anh này anh đấu cái dây cô ro đã không giờ nè, xéo xẹo à. Xa xô cái này xô cái bơm hơi lại rồi đóng cái tum này sát vô. Quá nhỏ. Này gỡ ra hết, trà rửa lại, sơn lại, rửa mấy tiệm mà sửa xe mà giá xe rồi. Tại cái bình này không phải chính thức nó là cái bình như bơm hơi. Cái này nó lấy từ cái bình của bình mà acetylen. Cái bình mà xài hàng giấy đá đó. Đúng rồi. Nó chính xác rồi đó. Bình này là cái bình hàng giấy đá. Bình nó bơm bình là cũng bự này. Ừ. Hai đầu cái đâu. Bình nó cũng ngắn vậy nhưng mà cái bề ngoài nó bự lắm rồi, cái đó là đúng bình đó. Mà nó đâu có cái đầu đó. Cái đầu này là nhìn thấy là biết cái bình chứa cái đá rồi. Cái này là bình chứa đá. Đá rồi chế vô nè. Bơm này ngủ gục chết luôn á. Nãy giờ mới lên 2 ký mấy. Cái gì motor này, cái bình bê lớn này không? Motor này motor lớn rồi đó. Motor này 2/3 nữa. 2/3 nữa. Nạp là muốn đổi là cái nạp là cái nạp hai đầu á. Đổi nạp hai đầu là chạy mới xứng với motor này. Nạp 2 lốc mà bê tông 60 ly chạy được. Lơ là chạy nổi. Kéo được. Cái này để bơm. Cái này để bơm hơi rồi chơi thôi chứ. Bơm hơi được. Bơm xe đạp, xe Honda rồi đó. Quá chậm. Đó phải sửa xe mà. Vô đi ha. Giờ anh đi làm công hay về? Dạ. Giờ chắc anh đi làm công rồi quá. Đi làm còn. Vợ con chưa không biết. Dạ. Do vợ con chưa không biết. Chưa. Vết này mà. Ai làm ai dọn được cái đâu là phải về cưới về mà. Cưới là cưới liền phải không? Dạ. Tại do nó có cái dòi, nó sợ. 4 ký à? Nãy giờ 4 ký mà chắc khoảng chừng 7-8 phút rồi. Được.
không có gì bỏ gì chế lên hết. Giờ nó xài cái khí ga đó thì cũng an toàn để gửi qua bơm hơi. Cái này là bình này đâu còn chỉnh nữa. Ở dưới bến tụi con cái đó đang chứa đó, đi ra bơm hơi thì đâu có nhiều ký, còn đó kia mấy chục ký rồi. Bơm hơi này thì nó khoảng chừng 10 ký à, 8 đến 10 ký. Qua tôi nghe đại ca tả là tôi cái bình trong tự dữ rồi nha. Cái gì cái bình nó nhỏ xíu. Lâu lâu ra cho nó chạy guda lại đi, hơi nhỏ quá à, nó không có đủ chân mà. Mình bơm lên 15 cũng được, nó chỉ nó thì nó chạy hoài lên hoài vậy đó. Rồi đúng kỳ nha. Không có ngắt hay không giờ mình chỉnh cái này nè. Ừ. Thì tôi nó chỉnh sẵn rồi, cho nó 8 đến 10 ký là ném quá rồi. Ừ. Chỉnh cái rè lên này nè, cái ốc chỉnh với nè. Thôi gì đi, hơi nhỏ quá. Tôi chơi thiết bự ha. Cái bình ra vậy. Nè bự bằng lưỡi này nè. Đã cắt lết ma. À cắt ấy hả? Cắt lết ma. Ồ cắt lết ma bình phải bự mới được. Bự. Về đại ca ơi. Dạ. Quá. Quá. Wow. Đưa ghế tôi. Thâu tôi quanh đó. Ngon được. À, em về chị ơi. Con. Ơi. Về bay. Xuống anh Hảo. Nhỏ quá anh Hảo ơi. Nghe anh tả tưởng bự lắm, bây giờ nhỏ xíu. Không có fan. Bơm Honda là chỉ bơm giá xe, xỉ xe thôi. Chứ nó nhỏ quá, cái mình cắt lên ba không kịp. Ở nhà có bình nhỏ vậy đó. Nó không có đủ. Đủ hơi. Không đủ hơi. Chứ cái bình bự hơn, ở đây có bình bự ta. Nó chắc lấy cái bình đề này nó bự quá. Này mình ngồi trên gù mái đi, mình làm cái mái cho anh Hảo anh bơi. Tiếp tục. Ở đây sao còn sót hai cái lâu kiến nè anh, ba con luôn. Trở lại vị trí ban đầu là trở lại cái tiệm sửa máy của mình đó nha. Kệ lâu lâu mới có dịp đi ngắm cảnh nha, bác anh Thảo anh bơi. Thì máy hoài cũng vậy. Ha anh. Khi bên trái mình là bên lỗ lớn đó nha. Thì hồi cách đây khoảng chừng 20 năm thì bên đây là rất thưa quyêu hả anh Thảo? Nhà cái có cái không chừng 50% hiện tại hả à. Ừ, quay qua quay lại thì giờ khít chết dân à. Lên nhà hết luôn. Còn bên tay phải của mình là nhà ở phía bên lộ đất. Hồi xưa lộ đất nhưng bây giờ đã thành lộ đan rồi đó nha. Với anh thì cũng có rất là nhiều nhà luôn, cũng như gần như là hết chắc hết luôn đó. Nhưng mà không có sợ, không có chỗ ở, tại vì ở đây là sau nhà là toàn là ruộng vườn không. Nếu mà ở trước mặt tiền này không có chỗ ở thì mình làm sao ha anh Hảo? Chỗ nào ở không được. Đừng nói là đất chặt người đông nha, đất còn bao la luôn á.
Sao hồi hôm này đi mấy giờ anh Hảo? 4:30 hả? Đi tới đâu về? Nhưng chắc này về là hết giờ đó ha. Chắc này đi kiếm nữa còn nữa không? Có không? Nước rồng cá nó có hả? Mua cái bình nữa, tốn tiền nữa. Ông xin chỗ nào? Dạ. Tôi có chỗ mua rẻ hơn nè, bữa nào tôi chỉ cho anh. Nó xéo chơm á. Xéo chơm. Xiên. Chứ chơm đây nó chảnh tới đằng đỏ quẹo trái. Nó sẽ chơm đó. À. Chơi vô khoảng chừng 500m. Để chữ Lư Hoàng. Bình đắc quy Lư Hạ Lư Hoàng. Nó cũng rẻ. Có luôn, đầy đủ hết. Hả? Lư Hoàng. Lư Hoàng, Hoàng. Ừ. Nào đi tôi chỉ cho anh mua. Mối của tôi đã bán được luôn. Mối của tôi đã bán được lắm. Ở đây là một ngôi nhà đang cắt nữa đó nha. Làm vàng này là vàng đà. Ồ, cái vàng đà này ngon ha. Em. Chủ 25. Em. Này em nhà mình ạ. À. Buồn mang suy tư tư. Xe đi xe lại thì cũng đã trở về cái tiệm máy của mình rồi. Hôm nay coi cái bình hơi là không thành công rồi. Có nghĩa là bình hơi chẳng chạy tốt, nhưng mà nó nhỏ quá, nó không phù hợp với cái nhu cầu của mình. Chứ không phải gì. Chạy đi, cái ai sửa xe thì đưa anh Hảo ơi, tại nó nhỏ quá, em không hấp phê. Có đến đâu quá rồi, dạo dỗng cũng mà hỏi đó. Sửa xe được. Nhỏ. Dạ. Hút cái thuốc rồi hả về anh ơi, mà tự móc thuốc ra hút luôn. Chứ rằng em đâu có hút thuốc đâu mà. Rồi vậy. Dạ. Cảm ơn anh ơi. Đó, máy đã xì xúc bắp đó. Trở lại cái vị trí ban đầu thì anh Thái anh đã rút cái bê tông ra rồi. Đây cờ báo ự luôn. Tắt ba mấy lần mà. Giờ đang vệ sinh. Vệ sinh ta ngồi trên ta vệ sinh nữa chứ. Hả? Coi gì dây không tới rồi bạn ơi. Hàng chạy qua lính đưa hàng cho. Cái trang chỗ cái bảng đó. Bảng trắng ở phía đó đó. Đó, con đệ tử đó dây nó gần, còn dây mình tuốt trong này. Này đâu gỡ lên được hả? Dính liền gỡ gì? Cầu hết, chạy bệnh đi. Trên chỗ hai cái trụ bệnh kia đó, tròn tròn đó. Máy xì xúc bắp rồi nha bồ. Rồi. Từ sáng giờ chưa cào hết vậy? À. Đi chung chung rồi các bạn, thì xúc bắp hết một khoái rồi đó nha. Nhưng mà tại ga lớn thì nó líp cái tiếng xì xúc bắp không nghe, nhưng mà ga nhỏ là sạch.
trở lại công việc như bình thường, mình sẽ cùng với anh Thái kiểm tra cái máy này xong rồi mình sẽ ghép lại rồi cho nổ lại nữa. Dạ, máy này anh thấy sao? Anh coi coi tông rồi, anh thấy chưa mấy gì hết. Đúng, nguyên quá này. Mà cái bộ hơi này nó khớp trên anh. Khớp trên. Các bạn thấy không? Tông đề 33 á. Chà bá luôn, sẽ mì chà bá luôn. Ghê. Tại nó lớn anh thấy gì đó, nó ít chứ nó lớn nó nhiều. Quá lâu à. Rồi bây giờ dừng lại các bạn ơi, quay đi ra ngoài quay lạ lạ cái cảnh rồi chơi thôi chứ không có gì đặc biệt. Có cái máy này chừng nào đề lên chạy nó mới đặc biệt. Ha anh thấy. Ừ. À, mình dừng các bạn.